Xem nhắn tin anh không trả lời. Bây giờ thì anh kinh lắm rồi, có điện thoại để làm gì? Thôi anh đi đi, chia tay. Cút. Cho em cái thẻ Viettel 500.000. Em rồi em ơi, đi yeah. Hết tiền không thành vấn đề với Mocha, các bạn có thể thoải mái gọi điện cũng như nhắn tin đến các thuê bao Viettel hoàn toàn miễn phí. Lỗi không phải tại tình yêu, lỗi tại bạn chưa cài Mocha.